Dạ, nghe danh thầy lâu lắm rồi, hôm nay con có dịp con sang được diện kiến nhà thầy ạ. À, nghe danh sao à, lâu à? Dạ. Thì tiếng thầy bay xa đấy à? Dạ vâng ạ. Ừ, thầy cứ thơm ngát như bông hoa mà, thì thơm nó tự tỏa hương thôi. Dạ vâng ạ, thầy ơi, thế thầy xem cái với cái sắc diện như của con ấy thì nhà cháu xem là còn sống lâu không ạ? Trong cái sắc diện mặt này là sống lâu đấy. Dạ. 96 tuổi là cái chắc. Ừ, thật không thầy? Thầy nói sai cứ đến vả vỡ mồm thầy đi. Thật À, giả gì? con tin thầy. Không phải là tin nữa mà là phải tin. Dạ. Từ trước nay tôi nói chưa sai cho ai bao giờ. Dạ. Đây như cái trường hợp ngay ở cạnh hàng xóm này này. Có cái thằng chiến chó đấy. Dạ. Đấy, thế mà cái hồi nó 3 tuổi bố nó dắt sang đây. Tôi mới xoa đầu như thế này, tôi bảo là: "Ôi trời ơi mày, con ơi, lớn lên là mày sẽ có một tương lai sáng lòa đấy con ạ." À. Thì y như rằng lớn lên thằng đấy làm nghề hàn xì đấy. Đúng rồi. Ừ, đấy. Tao có nói sai cho ai bao giờ đâu. À dạ thầy. Ừ. Thế thầy xem là con là cái đường mà công danh sự nghiệp làm ăn nó có tươi tốt không ạ? Đưa tay lên đây xem nào. À khoan, trước khi đặt tay lên đây thì đặt lên đấy giọt dầu đi. Cho thánh nha thầy. À giọt dầu ạ. Thế bao nhiêu ạ? Đặt lên tùy tâm 500. Ôi trời ạ. Cho nó gần của thầy nó thế mà nhỉ. Cái này thì cất đi để còn làm việc cho nó đỡ bị phân tâm. Rồi. Thế cất đi được rồi, thì tao dâng lên thánh hết mày. Thì thầy giữ cho thầy làm gì đâu. Thế thầy xem giúp nhà cháu ạ. Cái này là có thiên lộc đấy chứ, nhưng mà phúc mỏng nghiệp dày nên tiền tài vẫn chưa có đâu con ạ. Ôi thế hả thầy? Ừ, đấy, xem là đây, cái đường này nó đang chỉ đây này. Nó hằn lên đây này là ý muốn là đang muốn là làm giàu lắm đây này, nhưng mà chưa được đúng không? Vâng, đúng rồi. Tao nói sai mày cứ vả vỡ mồm tao đi. Không. Tao nói sai không? Không, thầy nói đúng. Tao không nói sai đúng không? Đúng. Tao chả nói sai cho ai bao giờ. Vâng. Như thằng chiến chó đấy, sáng loà đấy. Thôi thầy ơi. Thôi bây giờ thầy xem thế nào, thầy kêu cầu tờ đơn cánh sớ giúp cho con là làm sao con có cơ hội trúng vé số Việt Lốt. Muốn trúng sổ số điện toán Việt Lốt. Tôi kêu thầy lại đỡ cho thế nào mà chả xong. Ủa, vâng. À, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật, con lạy chư Phật mười phương. Đệ tử con Trần Thái Sơn hôm nay con kêu thầy lại đỡ cho... Gì nhỉ? Con không biết cúng đâu mà hả con? Tao không bảo mày cúng, tao bảo mày tên gì để tao nói với thánh. Nhà cháu là Chu Văn Cường. Con xin được kêu thầy lại đỡ cho đệ tử của con là Chu Văn Cường được lộc tài tăng tiến tâm đạo mở mang. Dạy tấm lòng thành, cúi xin chứng giám, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Xin được phù hộ độ trì cho đệ tử của con là Chu Văn Cường. Dạ, được quan Trần thì thương, quan Âm thì độ. Cường đi đường quốc lộ, cường chả va vào ai cũng như chả ai va vào mình. Đó, xin phù hộ độ trì cho Cường được trúng Việt Lót. Dạ, con xin một lệnh nhất âm nhất dương. Dạ. Rồi, sạch mặt chán luôn. Ôi ơi, thấy, đây này, cười ngoác luôn. Thánh nhà thầy cười ngoác, hở cả lợi chán luôn. Rồi, dạ. Thế nhá, thế xong là cứ về đi, rồi là chờ lọc đến thôi. Nếu mà lần này con mà được trúng Việt Lốt, con chắc chắn con sẽ xin được hậu tạ thầy thật là đầy đủ luôn ạ. Dạ, ui dồi. Dạ, con hậu tạ thầy trước luôn. Cứ cái thằng cứ vẻ cứ khách cháo mày, đã trúng đâu mà cứ đưa cho thầy thế này, thế thì để tí nữa tao dâng lên thánh chứ. Thì gồm lấy lạt tao có ăn được đâu mà. Nhá. Dạ. Thế thì được rồi thì cũng đến nhớ là tạ lễ chớ vợ mà quên con nhá. Ê dạ. Thế con xin phép thầy. Thôi thầy đi lại nhà. Ừ, lại nhà nhá con nhá. Dạ. Ừ. Đi đường quốc lộ con Trần thì thương con Âm thì độ nhá. Dạ. Không va vào ai, chả ai va va vào mình con nhá. Dạ. Ôi, chưa chúng thì đã... Ôi trời ơi, cái thằng hậu ấy chết nhỉ? Khấn là gần bay xa la, bay bổng thấy hoa, đừng bẻ thấy trẻ, đừng chơi, hàng quán chớ ngồi đi cho trong bay nhà. Ôi ôi, dạ, con sơ mơ, con làm lỡ đâu ấy. Dạ, con sơ mơ, con làm lỡ đâu mà các ngày đánh mạnh tay đi. Dạ, nơi con... Sao mày đánh tao? Quân khốn nạn nhé. Quân ăn không nói có. Quân đẻo cá. Ông trả tiền tôi đây. Tiền đi à?
tôi đã tin ông, tôi lại tin cả thánh nhà ông, mà tại sao bây giờ tôi không trúng là như thế nào? Ôi sao lại như thế được nhỉ? Tao cúng kiếng cẩn thận lắm cơ mà nè. Này đây, ông nhìn vào đây. Ông nhìn danh sách đây. Để tôi xem nào. Đúng thì cũng không thấy có tên mày đâu nhỉ. Thế nào? Bây giờ như nào đây? Thế nào thì bây giờ đưa tao so cái xem nào. Đưa cái gì? Vé chứ đưa gì? Vé nào? Vé Việt Lót chứ hỏi vé nào? Vé đã mua đâu? Cái gì? Đã mua đâu? Mày chưa mua? Mày chưa mua thì làm sao mà trúng được? Mày chưa mua thì làm sao mà trúng được mà mày bả tao mạnh thế? Ôi trời ơi! Mày đệ tử thế này à? Dạ, thầy bình tĩnh, thầy bớt giận, thầy nhà cháu xin lỗi thầy. Sao lại thế? Ôi dạ, mấy hôm vừa rồi là nhà cháu lại cứ mãi soi tiết quả quá mà nhà cháu lại quên mất chưa mua ở điểm bán. Ôi trời, thầy có đau lắm không? Dạ. Thôi, mày vuốt ve mày che chở cái gì? Mày vả mày đánh con người ta sập xuống đây rồi mày vuốt ve cái gì? Thôi, thầy xáo u xá mê cho nhà cháu. Mà tao cũng thấy mày lạ thật đấy. Dạ. Bây giờ người ta có cái ứng dụng Vietlot SMS. Đây, tiện dụng chính thống của Vietlot luôn. Mày chỉ cần nhắn tin qua điện thoại thôi, vừa tiện lợi mà tính bảo mật lại cao. Đằng này mày không mua thì làm sao mà trúng được? Nhưng mà thầy. Gì? Thế sao thầy lại vẫn cầm tiền của nhà cháu? Cầm tiền của mày? Mày đưa cho tao, tao cầm chứ tự nhiên tao lấy từ trong túi của mày ra ư? Mày đưa cho tao mà. Tao có đòi hỏi gì đâu. Cái gì? Đưa thì người ta phải cầm chứ. Bà ngoại mình dặn, đi đêm, lấy ngón cái bấm vào ngón đeo nhẫn thì tà ma sẽ sợ. Hóa ra là bác, cháu lại cứ tưởng là ma. Ê, bác làm cái gì đấy? Tôi đang sửa lại cái tên của tôi. À. Cái đứa làm bia mộ thế này, nó viết sai tên của tôi mà. À, dạ vâng, thế bác cứ làm đi. Mày ơi, mày đi. Nhiệm vụ của mày là đi cơ mà. Sau này nhớ bảo gia đình dặn cái đứa làm bia mộ viết tên cho nó chính xác vào. Đừng như tao nha. Nào, ngồi dậy đi. Đang xem phim anh sao ấy? Anh đang mỏi cổ cho anh gối nhờ tí. Mỏi cổ anh dựa vào gối này. Em đang xem phim. Sao ấy nhỉ?
vợ chồng với nhau người ta gối nhờ có một tí sao cứ ích kỷ thế nhở? Ích kỷ gì, người em đang mệt, anh đừng mà ngả ngố như thế nữa. Để em tập trung xem phim đi. Anh gối nhờ tí. Đầu anh nặng lắm, em mỏi chân. À ôi, em hơi bị quá đáng với anh luôn đấy nhá. Quá đáng cái gì? Vợ chồng với nhau người ta gối nhờ có một tí thôi mà không cho người ta gối còn bảo quá đáng cái gì? Em mệt. Chứ anh cũng mệt, anh cũng mỏi mà anh cũng đau khổ chứ. Thôi được rồi nhá, em không cho anh gối nhá, từ nay giờ đi đừng có động vào người nhau luôn đi. Đấy là anh nói nhá. À, anh nhớ mồm anh, còn em cũng nhớ luôn là từ nay giờ đi đừng có bao giờ động vào người anh nữa luôn đấy. Anh cũng đừng bao giờ động vào người em nữa, nhớ không? À, được rồi, tôi nhớ luôn. Trách nhiệm gì? Anh với tôi giận nhau, chứ chúng nó giận nhau đâu mà bắt chúng nó phải chịu khổ như thế. Chúng nó nào? Chúng nó sao hôm trước là mạnh mồm thế? Thì hôm trước không lường trước được hậu quả. Thế mà làm đi. Đi đâu vậy? Đi viết đơn ly hôn. Nghiêm trọng thế. Chương trình An sinh xã hội của Vietlott luôn mong muốn cùng nhà trường và địa phương góp nhặt yêu thương, vun đắp giấc mơ, tạo tiền đề để nhân rộng nhiều điểm trường khang trang hơn nữa, mang ánh sáng tri thức đến với ngày càng nhiều các em nhỏ khó khăn tại vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.